Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Anh em có biết mình đang ở đâu đây không ạ? Rất vui gặp lại mọi người video tiếp theo này. Hôm nay thì mình chuyển máy xúc Komatsu 50-2E của mình đi ra làm mương nội đồng anh em nhá. Thì một lát nữa thì mình sẽ vừa thi công và vừa chia sẻ mọi người. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua cũng như là lát nữa thì mình sẽ làm nhá. Thì ở cái đầu phía đằng ngoài kìa, tí tít đằng ngoài kìa. Đó, mình sẽ làm một cái mương nước từ cái chỗ mình đang đứng đây chảy nước chảy ra đó, mà nhưng mà ở đằng đó là cao hơn chỗ mình đang đứng các bác nhá. Đằng kia cao hơn, đằng này thấp hơn. Nhưng bây giờ bắt buộc là mình phải làm nào để nước nó chảy ra đằng kia. Thì cái đầu ngoài kia mình sẽ hạ thấp xuống, còn đầu này thì mình sẽ làm bằng thấp hơn cái mặt ruộng này một tí thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đổi camera lên đầu cũng như là quay chi tiết và thực tế cho anh em. Hiện tại đây này anh em này. Hiện tại thì mình đang đứng đây này. Đó. Tất cả đây nó là bùn nhão anh em nhá. Đó, bùn nhão luôn. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ làm theo đây vòng 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 chạy ra tít ngoài kia. Thì ở cái video này thì mình sẽ đắp ở cái bờ ruộng thụt đấy đã. Ở cái công trình này thì nó sẽ có rất là nhiều video cho anh em nhé. Video về làm cái tuyến đường này mình làm từ đây chạy xuống tít dưới kia nữa thôi. Nói chung là nó sẽ rơi vào quãng độ là khoảng độ 5-6 video đấy. 5-6 ngày liên tục đấy các bác nhé. Thì mỗi một video là mình sẽ đăng ở một ngày, mỗi một ngày mình sẽ đăng một video đấy, để cho đảm bảo là công việc của mình nó sẽ có những lúc không có việc, không có video thì mình sẽ chia nhỏ các cái video của một công trình ra, xong sau đó là làm để cho nó anh em sẽ xem được video đều hơn. Chứ còn nếu mà mỗi một ngày mình đăng một video của một công trình ấy thì nó sẽ rất là nhiều các cái ấy khác nhau. Cái chỗ này thì bắt buộc mình phải làm bằng cái mặt ruộng các bác nhá, để sau này nước nó chảy thì nó sẽ đầu ngoài kia mình không phải hạ nhiều quá, làm bằng cái mặt nước thôi để cho nước nó chảy dốc từ đằng này ra mà. Đấy, chỗ này nó có cái mép bờ ruộng này, đây thì nó có một cái mương này. Đây, mình sẽ cho cái nước ở bên ruộng này nó chảy vào cái mương này. Đấy, xong là nước nó đi theo thì mình đi đến đâu mình sẽ làm được, biết được ruộng nó thấp hay cao luôn ở chỗ đó. Đấy, nước nó đang chảy vào anh em nhé. Bây giờ mình sẽ lấy một ít cái bùn nhão nhão cho vào đây để mình nâng cái mặt bờ mương này lên một chút này. Bờ mương này hiện tại bây giờ là nó đang thấp quá, nó mới chỉ cao được khoảng hơn 20 phân thôi, nhưng mà mình đã làm cho nó to ra khoảng độ 40 phân rồi anh em nhé, 40-50 phân rồi. Đi đến đâu thì mình sẽ làm gọn luôn đến đó và san lại mặt ruộng cho người ta, để đảm bảo được là cái ruộng nó sẽ không bị chỗ lõm quá mà chỗ này nông quá, sau này người ta đi lên máy nó sẽ khó, máy nó sẽ bị thụt. Còn những cái đất khô này mình sẽ mang vào để mình đắp bờ. Ở những cái chỗ như này thì thông thường nó sẽ có rất là nhiều lươn, nhưng mà lúc nãy thì mình mới thấy được có 1-2 con thì nó bé, nó cũng không to lắm. Lâu lâu mượn một cầu ở cái ruộng bên này, ruộng bên này thì nó cao hơn mà, đất nó khô hơn nữa, đắp bờ sớm lắm, đắp bờ dùng đấy ấy khô thì nó sẽ không bị sệ, nó không bị chảy đi. Chỉnh cái cần kỹ thuật cho nó nghiêng ra, bùn miếc thì sẽ thả nó cái lỗ bên này. Cái chỗ này là cái máy của mình hiện tại nó đang bị nghiêng ra cái vế bên này nhá, cho nên là nhìn nó hơi bị ấy một chút, hơi bị nghiêng ra một chút. Đấy, có một ít bùn lên cái bờ này nữa. Ok. Cái này mình vuốt cho nó bằng cái lưng gầu để cho cái mặt bằng nó sẽ được phẳng, thì cái nước nó sẽ chảy đi theo mình luôn. Đây này. Đấy, cái bên này hiện tại nó đang cao hơn đấy, cho nên là cái chỗ nhìn của mình nó cứ bị dạng như kiểu là nó bị nghiêng ấy, máy mình nó nghiêng. Lấy cái bùn này lên trên mặt này. Đấy.
cái chỗ này để cho cái bờ nó được vuông vuông vắn một tí. Này mình đang làm cái bờ nó bị lệch đi rồi, mình sẽ vẽ cho nó chuẩn chuẩn làm một tí đấy. Cái bờ ruộng thì nó cong như nào mình làm theo thế anh em nhé, chứ mình không thể nắn nó thẳng tưng được đâu. Nhiều khi là các bác hay kiểu là muốn làm thẳng chỉ có bờ ruộng mới thì các bác mới làm thẳng được thôi. Còn bờ ruộng nó đã có sẵn rồi ấy, thì các bác cứ làm theo như thế, hai bên người ta sẽ đồng lòng như thế. Còn nếu như mà mình nắn cho nó thẳng là người ta không ưng ý đâu, người dân người ta không thích đâu. Bởi vì là ruộng nó có như nào thì cứ để như thế mà. Hạ thấp bớt chỗ này xuống một tí đi, để cho nó chảy nó được góc. Đấy, cái bờ ở đây nó cứ theo cái mép này thôi. Mình cứ nắn theo cái mép này thôi. Đấy, nắn theo mép về anh em nhá. Ấy có một con lươn đấy, một con lươn này bé này, đây có một con lươn này, một con này bé đâu, đúng ra là bắt được đấy anh em, nó chạy ở đâu được, nó chạy cu cu này này, coi như nó bé thôi bỏ, con nào to thì bắt. Ok nhá, tiếp tục tiến lên tiếp. Đấy, chỗ này nó đang thiếu đất này. Đấy, gạt nó giả lại cái lỗ này. Gạt cái cỏ này đi này. Mua nguyên cái đất ở dưới thôi, cho nó dễ. Là mình làm ra nó trắng này anh em, nhìn trông nó sẽ giống cái bờ ruộng hơn. Đấy, bây giờ mình cứ đắp nó to như này nhá, xong sau này thì mình dí nó xuống rồi nó bè ra, xong rồi đến lúc đó mình mới tỉa được cái bờ đó, cứ dần dần như thế thôi. Anh em đắp được cả cây số bờ ngay nhá. Đó, cái máy của mình nó đang nóng quá, mình sẽ bật cái quạt này lên. Nó hơi ồn một tí nhưng mà rất mong anh em thông cảm. Máy nó nóng quá nên là mình cái người mình nóng ấy các bác. Quá mồ hôi đấy. Tuy rằng là ở ngoài bây giờ nó đang lạnh nhá, nhưng mà đấy. Ý cái này rồi. Các bác làm mương này yêu cầu ca của mình bắt dẫn nước từ thấp lên cao này, chết, làm rất là vất vả luôn. Chỗ này không lắm làm thấp quá anh ạ, chỗ này làm thấp quá ra ngoài kia thì nước không chảy được mất. Thank you.
đám nào ra đến ngoài kia nó chỉ xuống sâu khoảng 40 phân thôi anh em nhé. Không có là nước ở ngoài kia nó lại chảy vào đây mất. Đấy, bây giờ mình sẽ đi thẳng vào đây anh em nhé. Đắp bờ nó thẳng vào đây. Đấy, bây giờ là cái xích của mình nó không muốn quay đấy. Đó. Phải như thế nó mới nhấc lên nó mới quay đi được. À, bây giờ sẽ cho nó đi theo cái ấy này luôn. Theo cái bờ này luôn. Mà không vét sâu quá. Đấy. Tầm này anh em nhé. Lại gạt đấy nó múc bùn vào. Ok, cái tổ mình lại tỉa cái này, đấy, chỉnh cái cần kỹ thuật này. Tiếp tục tiến lên tiếp. Tiến lên vừa phải đó. Mình lại tiếp tục. Đấy cái này xuống cho cái bùn nó lún luôn. Từ chỗ này xuống anh em nhé. Mình thấy là ra đây đến ngoài này bắt đầu mới thấy nó hơi cao rồi đấy. Nó cao quá là cũng sau này nước nó không dốc được. Càng đi ra mình lại phải càng hạ nó xuống. Ra đây cứ hạ thấp hơn rồi mới bờ ruộng này một chút này. Bờ ruộng này thì là ngày trước nó cũng tương đối bằng anh em nhé. Ra đây thì cái đất nó rất là nhiều luôn. Đất để đắp bờ rất là nhiều, mình sẽ vét trực tiếp ở cái bờ ruộng lên luôn được. Ở ngoài này thì bắt buộc mình phải lấy ở ruộng. Sắp đến đoạn cua rồi. Bờ này bắt đầu là thấy nó to to rồi đấy. Này anh em cứ làm để ý một chút. To thì lại thu nó nhỏ lại ngay. Không có đi xa đến lúc rồi cứ phải tiến lùi nhiều.
Còn cái ngoài này thì mình gọi san sơ qua thôi. Tiếp. Đấy, ở chỗ này nó lại có một cái gò gọi là đất thôi, nó không, người ta không làm ruộng, chắc là nó cao quá, người ta khó bắt nước ấy quá, cho nên là người ta để như thế này. Mình thấy là nó toàn cây xấu rồi chứ, người ta ươm cây ấy, chắc là cây xấu là người ta ươm ấy. Thấp hơn mặt ruộng kia một tí rồi anh em nhé. Đến đây thì mình sẽ bắn máy ra. Bắn máy sang dần, bắt đầu đắp nó cua dần theo. Công trình này thì mình đắp chắc từ giờ đến chiều thì chiều chắc không xong được. À chiều nay chắc xong các bạn. Chỗ kia xuống cái kia còn khoảng 200 mét thôi. Nhưng mà buổi sáng nay mình làm cũng được khá là nhiều rồi. Đến buổi chiều chắc nó cũng không còn bao nhiêu nữa. Này cái lốt mình đi là nó thành luôn một cái bờ này các bạn ạ. Gọi là hơi vét bùn qua cái chỗ đoạn cua này nữa đó. Cho thêm tí bùn nữa vào. Cái bờ cái này nó to lên. Vét cho cái bờ nó nhỏ lại. Do nó là bùn nhão mình không thể nào đắp bờ nhỏ được luôn. Tiếp tục tiến lên. Video này của mình được 20 phút rồi, nó cũng khá là dài rồi. Khả năng là mình xin kết thúc cái video đây rồi. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video sau thôi. Thì là video sau thì mình sẽ làm tiếp tục ra đến cái đoạn ngoài kia, mình sẽ làm tiếp video thêm. Đó. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau nhá. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả. Ok, chào anh em.